Thưa quý vị và các bạn, là một trong hai thanh niên của tỉnh được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng danh hiệu lương định của năm 2016, anh Nguyễn Quốc Chính, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên không chỉ là bí thư chi đoàn năng động, anh còn là một tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, lập thân lập nghiệp cho thế hệ trẻ học tập noi theo, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, anh Nguyễn Quốc Chính luôn nghĩ làm sao để có thể phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình và địa phương. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, với sự yêu thích các loài hoa, cây cảnh nên anh quyết định học nghề trồng hoa ở Mê Linh và Sapa gần 6 năm. Càng gắn bó với nghề trồng hoa, anh càng thấy yêu thích công việc này. Sau khi có một số vốn và kinh nghiệm, anh Chính trở về quê, vay vốn và thuê thầu hơn 3 hectare đất để chuyển đổi sang trồng hoa. Quyết định này của anh Chính đã gặp phải nhiều sự phản đối của gia đình, bạn bè, bởi nhìn vào mảnh đất không thuận lợi cho việc canh tác bị bỏ không nhiều năm nay. Không ai tin là sẽ mang lại hiệu quả cho công việc của anh Chính. Nhưng anh Chính vẫn quyết tâm làm và để có được cánh đồng hoa tươi tốt, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và những thất bại. Nhớ là cái năm đó là năm 2012. Tôi đã trồng và nó bị mưa là đã bị chết mất rất đẹp. Thì sau năm đấy là tôi đã gặp thất bại nhưng có nghĩa là cũng được sự giúp đỡ của gia đình, của bạn bè, anh chị em. Cũng đã khuyên nhủ tôi là có nghĩa là làm cái gì cũng phải có thất bại thì mới thành công được. Thì đã tôi vẫn quyết định là tôi lại đi mua giống về, tôi trồng tiếp. Từ đó đến nay có nghĩa là cái vườn hoa của tôi là cũng phát triển là cũng rất tốt. Chính từ sự thất bại đã giúp cho anh Chính kiên cường hơn. Anh lại tiếp tục đứng lên và làm lại mọi thứ. Với những kinh nghiệm đã học được, anh trồng hoa hồng giống mới ghép trên gốc tầm xuân. Hoa phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Bông hoa to và có màu sắc tươi thắm, anh trồng chủ yếu là cúc vạn thọ vàng vì đây là giống hoa đẹp, có thị trường tiêu thụ rộng, được người dân ưa chuộng. Đứng trên mảnh đất hôm nay mới thấy được đất không phụ công người. Từ vùng đất khô cằn đến nay đã được phủ một màu sắc mới với diện tích hơn 7 hectare hoa cúc, hoa hồng. Từ niềm đam mê nghề trồng hoa, anh Chính đã vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở trong xã. Không chỉ sản xuất giỏi, anh còn tham gia tích cực vào các phong trào đoàn ở địa phương. Với cương vị là bí thư chi đoàn, anh luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, sẵn sàng giúp đỡ và truyền đạt những kinh nghiệm để thanh niên nông thôn có điều kiện lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhân cái mô hình này, tôi muốn có một mong muốn là được nhân rộng cái mô hình này ra cho nhiều đoàn viên thanh niên có thể học tập và làm theo với mô hình của đồng chí Chính. Từ đó giúp phát triển kinh tế của gia đình cũng như của địa phương cũng như của toàn xã hội. Đối với thanh niên hiện nay thì tôi rất hy vọng rằng đoàn viên thanh niên sẽ tích cực hơn nữa trong việc phát triển kinh tế tại địa phương cũng như là phát triển kinh tế làm giàu chính đáng cho bản thân cũng như cho gia đình. Với sự nỗ lực cố gắng của mình, anh Chính đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của đoàn các cấp và mới đây là giải thưởng lương định của do Trung ương Đoàn trao tặng. Anh Chính coi đó như là động lực để anh phấn đấu hơn trong thời gian tới, xứng đáng là người thanh niên của thời đại mới. Cũng rất vinh dự cho tôi là vừa rồi tôi nhận được cái giải thưởng lương định của Trung ương Đoàn. Đó là niềm vui rất lớn đối với tôi. Có nghĩa là tôi, đó là cái động lực của tôi là tôi muốn phát triển cái vườn hoa của tôi rộng hơn nữa để tạo nhiều công ăn việc làm cho các bà con và đoàn viên thanh niên và cũng là cái nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Đi mãi rồi cũng thành đường, khó khăn rồi cũng vượt qua. Bằng sức trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Nguyễn Quốc Chính không những có cho riêng mình một mô hình phát triển kinh tế giúp anh vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp, mà còn là nơi để nhiều thanh niên trẻ cũng như bà con nông dân đến tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm.